Xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một cái món ăn cũng khá là tuyệt vời đấy các bạn. Một món đó là mì xào các bạn. Mì xào hải sản nha. Hải sản đây mình có nè, tôm, mực, bò viên, cá viên, xúc xích và một dĩa rau có ớt nè, có cà rốt, có bông cải, hành lá, rất là nhiều nha các bạn. Đó, rất là nhiều màu sắc. Và mì xào xíu cay. Thì hôm nay mình sẽ làm mì xào hảo hảo nha các bạn. Và mình sẽ có thêm một cái sa tế nữa. Mình cho thật nhiều sa tế để làm mì xào xíu cay nha. Và đây là gia vị của mình có nè, tiêu nè, bột niêm và bột ngọt. Và đây là sa tế nữa. Sa tế mình sẽ cho vô mì xào để làm mì xào siêu cay nha. Mình sẽ cho thật nhiều sa tế vô cho nó chứ. Mì xào hải sản siêu cay. Nào, giờ mình với các bạn cùng nhau bắt tay làm nhé. Bây giờ mình sẽ chế biến tôm với mực các bạn. Mình sẽ lọc hết vỏ tôm và rửa sạch, lọc hết mấy cái vỏ rau của nó, rửa sạch. Mực cũng vậy, mình sẽ rửa sạch và cắt khác nhỏ ra nha các bạn. Mình sẽ đun sôi nước để nấu mì nha các bạn. Nấu mì xào này thì nó cũng đơn giản hơn, chỉ cần bỏ mì vô chế nước, đổ hết nước ra và trộn đều cho mì nó ấy lên là nêm gia vị vô. Còn mực tôm với bò viên cá viên xúc thì tí nữa mình sẽ chiên và chế biến cho nó chín, trong khi đợi chờ mì nó chín hết nha các bạn. Mình ngâm này cho nó chín đều hết. Giờ mình sẽ đổ hết nước, nhắc mì ra nha các bạn. Đây, mì của mình đây. Giờ mình sẽ sắc ớt và sắc hành nha các bạn. Cho thêm ớt với thêm một ớt cho nó thành siêu cay nha. Đây, đây là hành lá và ớt mình đã ấy nước tương sẵn để trang với mì ăn các bạn. Để bây giờ mình sẽ tiến hành xào mì nha. Mình sẽ cho một ít dầu vô cái chảo. Giờ mình sẽ tiến hành sắc xúc xích ra nha các bạn. Đây, mực, tôm, lọc vỏ sạch, rửa sạch. Mực mình thái nhỏ ra nè. Bây giờ mình sẽ sắc và mình sẽ cho hết tất cả cái này vô mì sẽ xào chung nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho mì vô chảo để xào. Chở đều cho mì đừng có bị cháy nha các bạn. Nghe dễ bị cháy lắm. Và cho lửa nhỏ nhỏ vô, tắt đều đảo đũa liên tục. Vì mì nó sẽ không bị dính và nó sẽ không bị cháy nha. Sẽ cho những cái gói gia vị hồi nãy vô trong đây để mình xào cho nó đẹp mắt nha các bạn. Trong gói mì nó có một cái gói sa tế, chứ hay gọi là nước sốt của mì các bạn. Mùi rất là thơm nha, rất là thơm đó các bạn, nhìn rất là thèm nha.
Tí nữa mình sẽ cho ớt ớt vô rồi nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Siêu cay, mì siêu cay vô các bạn. Tí nữa cho nhiều ớt vô nó hàng cấp độ 7 luôn nha. Hàng té khói luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ sa tế vô nha các bạn. Bột ớt vô. Đấy. Siêu cay nè. Ghê chưa các bạn, nhìn màu đỏ chét luôn rồi nè. Cái này rất phải gọi là cấp độ 7 luôn á. Chút nữa mình với các bạn cùng nhau thưởng thức nha. Mình sẽ cho cái mì này ra một cái dĩa trước. Bây giờ tiếp đến mình sẽ xào mực, tôm và bò viên, cái viên xúc xích và thêm mớ rau hồi nãy nha các bạn. Nghe mùi ớt nồng lắm đó các bạn, rất là nồng. Tí mình sẽ cho thêm ớt vô tiếp nữa. Giờ mình sẽ chuẩn bị để chiên mấy cái kia nha các bạn. Như vừa sao giờ mình sẽ bắt đầu chiên mực bò viên cái viên nha các bạn. Phi hành cho nó thơm, mình sẽ cho mấy cái kia vô. Đây mình sẽ cho cơm mực vô, nghe tiếng xào xào thích quá nha các bạn. Đảo đũa liên tục à. Mình sẽ cho thêm bột sa tế ớt vô nữa nè, cho nó tăng vị đậm đà nha. Mình hấp dẫn nha. Tiếp đến sẽ cho tiếp thêm xúc xích rồi viên về tay viên luôn, thành một cái dĩa thập cẩm. Cái này gọi là mì xào thập cẩm luôn các bạn, mùi rất là thơm nha. Sau khi những thứ này đã chín rồi, mình sẽ bắt đầu cho một cái đống rau này vô nè các bạn. Đống rau đủ màu sắc của nó nè, à, có ớt rồi cải rồi bông cải tùm lum tùm la. Nhìn một cái dĩa đầy màu sắc rất là đẹp nha các bạn. Thơm quá, đói quá. Có mùi nồng nồng của ớt nè, mình có một cái ớt chuông màu xanh với màu đỏ nè, bự bự. Tí nữa mình để đợi nó chín là mình sẽ cho thêm bột sa tế vô, à, sẽ nêm gia vị vô nữa nha các bạn. Một dĩa thập cẩm đủ màu sắc nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình đang chuẩn bị gia vị nè các bạn, à, sa tế ớt này, rồi nước mắm với của tương ớt nữa nè, sẽ làm nước sốt nè, bột nêm, bột ngọt, tiêu. Đấy, các bạn thấy siêu cay chưa, các bạn thấy cay chưa, các bạn thấy cay lắm rồi đó, nhìn rất là đẹp nha. Mì xào thập cẩm hải sản siêu cay. Bây giờ bắt đầu cho gia vị vô các bạn. Rồi qua chợt cái hộp này có nước mắm nè, tương ớt nè, bột ớt sa tế nè,
quá trời, quá trời ớt đấy, hấp dẫn quá, mùi ớt nồng nặc luôn các bạn, có ớt chuông, ớt cháy, ớt sa tế, rồi tương ớt, lum ớt hết. Vậy mà không gọi là mì su cây, còn cái gì gọi là su cây nữa các bạn. Đấy, mình sẽ cho thêm gia vị vô nha. Các bạn nhớ xem hết video của mình nha, và ủng hộ cho mình một nút like và nút đăng ký để mình làm những cái món ăn khác hấp dẫn hơn mang đến cho các bạn cùng nhau thưởng thức nhé. Tí nữa mình sẽ thưởng thức mấy cái món này nha các bạn. Thế mình sẽ cùng các bạn thưởng thức cái món mì siêu thập cẩm siêu cây này. Thôi, mình sẽ cho một cái miếng hành lá vô cho nó thơm thơm mùi hành. Nồng quá, mùi nồng quá. Bây giờ nấu ăn cũng thấy cực quá ha các bạn. Ai nói nấu ăn sướng không? Mình thấy nấu ăn cực gần chết. Đi chợ mua đồ lưng tùm la, người phải nấu nóng nực. Đây, giờ đợi nó chín cái nào mình cho ra tô chung với mì mình thưởng thức nha. Với mì của mình các bạn nhìn đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ đổ mấy cái quỷ quái này vô cái mì siêu cây của mình nha. Đấy, mì xào hải sản hấp cẩm siêu cây, siêu cây thôi chứ chưa siêu khổng lồ nha. Này mà làm khổng lồ chắc mới tiền thôi các bạn, điều kiện kinh tế eo hẹp làm được như đây thôi. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Các bạn nhìn đẹp chưa, đẹp chưa, nó bùng quá hẹp. Mình sẽ quay kỹ cho các bạn. Đó, chút bỏ thêm tiêu rồi nữa, thêm tiêu rồi nữa cho nó càng cay hơn nữa. Đấy, ăn chưa? Nhìn thấy toàn bột ớt không các bạn, bột ớt không này. Đấy, chưa cho thêm tiêu vào nha các bạn. Đấy, những mì hải sản thập cẩm siêu cây của mình đã hoàn thành. Ok, bây giờ mình với các bạn cùng nhau thưởng thức cái dĩa mì này nhé. Bây giờ mình với các bạn cùng nhau thưởng thức cái dĩa mì này nha các bạn. Thì mình sẽ tăng bước độ cay, mình sẽ thêm tương ớt rồi nè các bạn. Đấy, cho nó tăng cái mức độ cay nó lên. Nãy mình đã cho quá nhiều ớt rồi, giờ mình cho thêm ớt nữa cho nó cay khủng khiếp hơn nha các bạn. Này, mình sẽ cho thêm sa tế rồi nữa. Nhìn nó siêu cay luôn nha các bạn. Đấy, đấy, bây giờ mình sẽ cho thêm một miếng nước tương nè, có ớt này nữa, ớt và ớt toàn ở, nhìn tô mì này khủng khiếp quá, ớt không. Đấy, giờ mình sẽ chọn lên nhà thưởng thức nha. Ghê chưa, nhỏ chét nổi lòn luôn. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Này các bạn, đây cá viên, bò viên, mực này các bạn, mực nè. Đấy, rồi tôm đâu ta, tôm, tôm, ớt chuông, cải. Đây, giờ
miếng mì nha, hơi cay á. Rất là ngon, rất là cay nha, cay, trong này cay. Nó hơi cay một tí xíu nhưng mà ngon. Ok, mình với các bạn đã cùng nhau làm cái món này và thưởng thức cái món này. Làm tại nhà rất là ngon các bạn. Món này mà làm tại nhà rất là ngon. Bạn cảm thấy thích cái video này, hãy cho mình một like và một nút đăng ký để ủng hộ mình. Và mình sẽ cùng các bạn sẽ làm tiếp những món ăn ngon khác, ngon hơn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.